Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Vũ Văn Hội, mình là giảng viên diện trần. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2017. Hôm nay mình rất là được vinh hạnh được ngồi với giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, nhà phát minh phương pháp diện trần và các phương pháp khác của bộ môn Việt Y Đạo như là ẩm thực dưỡng sinh, diện võ đạo, thái giáo vân vân và rất nhiều các phương pháp rất là nổi tiếng trên thế giới nữa. Thì hôm nay là một buổi sáng rất là đẹp trời, bên cạnh đây của mình bên cửa sổ nhìn ra Hồ Tây rất là... Chuyện mà sáng nay mình vừa được nghe thầy nói thì có một cái bài thơ rất là hay về diện trần, về các huyệt của diện trần. Thì hôm nay con rất là mong được thầy nói cho con nghe hiểu rõ hơn và đồng thời các bạn hiểu hơn về cái bài thơ đấy là như nào. Và con nghe một số cái huyệt nó rất là hay mà nó có thể thay thế cho thuốc và tương đương với thuốc mà nó rất là có giá trị và đã được rất là nhiều người sử dụng rất là hiệu quả trong nhiều năm qua. Xin mời thầy ạ. Lúc thầy dạy ở thành phố Hồ Chí Minh thầy dạy học thì cái lớp đông lắm, lớp khoảng khóa 2 đó là nó khoảng hơn 600 người, phải mướn một cái chỗ mà cái nơi ta là hội nghị lớp cấp 3 đó, năm 1985 nó lên tới gần 1.000 người. Thì trong đó có ngô thừa cũng học, ngô thừa thì cũng học viên, ông có làm bài thơ rất hay như thế này: vườn thuốc trên mặt từ lâu, sao không tự chữa chạy đâu tìm thầy, chạy đâu tìm thầy đó, sao không tự chữa chạy đâu tìm thầy. Vì ông thấy thầy làm mặt thì ông xúc cảm á, ông làm bài thơ thì nhớ, thì giờ tất nhiên nó hình như dài hơn có mấy câu nữa nhưng mà thầy quên thì nhớ hai câu đó thì cũng đủ rồi. Thì vì thầy có nói rằng mỗi một cái huyệt ở trên mặt mình á, ở trong cơ thể mình á, thì nó có tác dụng tương đương với lại một hay nhiều vị thuốc. Nhưng mà thuốc này là thuốc nội sinh, chứ không phải thuốc giống như người ta làm hóa chất rồi uống cho mình. Thì nó có một cái tác dụng phụ mà ai cũng biết cả. Bây giờ bên Tây Phương người ta rất sợ cái đó. Mà gần đây thì thuốc giả tràn lan thì lại người ta còn sợ nữa. Thì lúc cái thời gian mà thầy làm ở trên trường điện ca nghiện ma túy Bình Triệu thì là có cái ý niệm đó, cho nên cũng để ý tìm tòi xem những việc nào nó tương đương với thuốc nào thì đã có ghi trong sách rồi, những người học trò diễn chẩn đều biết. Ví dụ như thế này, cái huyệt 26 đó thì thấy nó tương đương với cái thuốc giảm đau là một nè, thuốc hạ nhiệt là hai nè, tức là paracetamol, aspirin nè, mà nó còn tương đương với thuốc lợi tiểu nữa. Tất nhiên là trong cái bản mà thầy ghi thì nghiên cứu thì cũng ghi chú trong sách ấy, thì huyệt 26 nó còn nhiều ý nghĩa nữa. Nhưng mà nói như thế để các bạn biết rằng là mỗi huyệt bây giờ thì đi cái định hướng là mỗi huyệt coi nó như tương đương một hay nhiều vị thuốc đi. Hoặc là cái huyệt 38 là nó tương đương với thuốc trụ sinh, trụ sinh tức là kháng sinh nội sinh. Rồi huyệt 17, 37 thì tương đương với thuốc kháng viêm, tiêu viêm, corticoid, dexamethasone kia đó. Rồi những huyệt như 87, 85 cũng là lợi tiểu. Hai huyệt gì mà nó điều hòa chức năng gan thì có huyệt 50, chức năng mật thì có 41, và về thận thì nó có huyệt 300 và những vị thuốc khác. Cho nên cái định hướng hồi đó đó thì vì chính là chỉ làm những người trên mặt thôi, hồi đó là diện châm hồi xưa lắm, lúc đầu tiên á thì nó báo Sài Gòn Giải Phóng cũng đang là diện chẩn diện châm, nhưng mà sau này mình thấy chứ diện châm thì có thể trùng với cái mà người đã có trước đây. Tàu nó có cái gọi là diện châm, nhưng mà diện châm đó không có ai mà dùng cái bộ môn diện châm đó để chữa bệnh giống như bây giờ làm. Họ mà chỉ có ghi lại à, mà chỉ có ghi lại trong sách cổ người ta ghi lại thôi. Thì trong 23 người thì thầy cũng có nghiên cứu đó, thì nó thật sự nó để nó dùng phối hợp với châm tê ở trong cơ thể, những người trong cơ thể để châm tê rồi sau đó, tức là người ta ghi lại trong sách tàu á, thì chỉ có một trang hai trang vậy thôi, chứ không có ai mà dùng giống như bây giờ mình dùng cái người trên mặt mình chữa đủ thứ bệnh rồi. Thì để cho nên nhiều người lầm tưởng rằng là thầy mới là khai triển đó, thừa kế rồi là thầy phát triển ra. Cái đó là không đúng, bởi vì thầy tìm nguyện mới là do thầy thì có cách tìm ra nguyện mới ở trên mặt. Do lúc làm ở trường cai nghiện ma túy Bình Triệu thì qua những người nghiện ma túy thì mình tìm được. Nhưng mà mình đi xa hơn là mình coi thử coi ra những việc đó nó tương đương với thuốc gì trong cơ thể, thuốc gì mà người ta đã bán ở những phương Tây. Đại khái như vậy. Và như vậy thì thầy cho con nói ý này không đúng không? Tức là toàn bộ những cái huyệt của mình nó không phải là từ diện châm của Trung Quốc, mà từng huyệt của thầy thầy đều có cái giấy tờ ghi chép cái lịch sử. Phiếu bây giờ nó còn để là khoảng 5.000 phiếu. Vâng.
thì có thể cái vị trí nó trùng nhưng mà cái công dụng và cái lịch sử thầy tìm ra là hoàn toàn là mới, hoàn toàn là 100% do thầy tìm ra. Đúng. Vậy thì có thể khẳng định là những cái huyệt thầy tìm ra là phát minh mới hoàn toàn. Đúng. Không hoàn toàn phụ thuộc vào trung y. Như vậy đây là hoàn toàn khẳng định cái tính độc lập của phương pháp của mình. Đúng không? Đúng là mới hoàn toàn. Và thì cái điều này thì con đã ý thức mà trước giờ nó vẫn nói với các học viên của mình là diện trận đã là gọi là phát minh, tức là hoàn toàn là do thầy Châu tìm ra, nghĩ ra, chứ không phải là có một cái gì đó giống hoặc là xuất phát từ từ bên diện trận cả. Ừ. Tại vì như khổ lắm, cái nước mình xưa ra thì chưa có ai phát minh. Dạ vâng. Mà Tàu thì nó có mấy ngàn năm, cho nên người ta tưởng cái gì Tàu cũng làm hết rồi. Không phải như vậy. Bây giờ các bạn nên nhớ rằng để mà thế giới công nhận là phát minh không phải đơn giản, không có dễ đâu nha. Tại vì thế giới người ta dù Âu Châu, Mỹ Châu đã giỏi lắm, rất nhiều thông tin. Nếu bây giờ tự nhiên mình không phải mà mình phát minh, mình nói là nó hoặc mình liền nó lên. Và nó có một cái mà điều này trang biết lắm, sẵn thầy nói luôn. Tức là cái vấn đề mà trong thầy có hai cuốn sách, một sách ở Thượng Hải, tất nhiên mình tiếng Hoa, một cái từ tiếng Hồ Nam. Thì ở trong đó có ghi là cái nó cũng lấy cái hình đồ hình của mình á, ngoại vi nội tại với vườn nguyện á, thì nó nói rằng phương pháp này của những học giả ngoài Trung Quốc, tức là có nghĩa không phải của Trung Quốc à, nhưng mà có cái họ xấu á, họ không có nói rằng là của thầy Châu, mà không nói ở thành phố Hồ Chí Minh, không nói ở Việt Nam, mà dù biết là của thầy mà Châu, biết, nhưng mà nó không nói cái đó. Thì thầy còn tư liệu đó, thầy không có sợ cái đó là có. Rồi nhờ người học trò nó cũng gọi chứng qua, nó dịch ra. Thì nó dịch ra, nếu mà dịch từng chữ nó sẽ là thay vì phản xạ liệu pháp thì nó để là phản quỷ liệu pháp. Thì nó lấy ở đâu? Lấy từ liệu lúc 1985 ấy. Thì thầy có nhờ bác sĩ xe là học trò thầy đó, lúc giờ ông định cư ở Hoa Kỳ. Thì ông định cư khoảng 2 năm trước đó, thì ông có nhờ một luật sư người Mỹ gọi là Leon John. Thì hai người đó mới viết trong cái một bài giới thiệu cái giờ diễn giảng điều khiển liệu pháp. Lúc giờ có đặt tên là diễn giảng điều khiển liệu pháp rồi. Và ở tạp chí Hoa Kỳ American Journal of Acupuncture, tức là tạp chí châm cứu Hoa Kỳ, thì hình như cũng được dành tới 13 trang. Và có hình ảnh đồ các cái, và có nói tên thầy là the founder, người sáng lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái những tài liệu thầy có ghi, và thậm chí lên mạng coi cũng có tài liệu đó luôn. Thế thì có lẽ chính nhờ vậy đó mà đâm ra Trung Quốc không có dám nói rằng là cái này là của Trung Quốc, mà phải nói là ngoài Trung Quốc. Ngoài có lẽ ở hải ngoại, nói chung là không phải. Chứ nếu không thì họ sẽ nói trên giải mình, nói cái này của họ, tức là cái này của tôi, tức là của Trung Quốc. Nhưng họ đang không nói là mai cho mình, cho nên suốt 37 năm các bạn mới thấy rằng không có tranh chấp gì của Trung Quốc. Trong khi trước đó các bạn nên biết rằng ông Ngô Diêm người Pháp, ông tìm ra Nhĩ Châm này đó. Thì Tàu họ nói là cái này của nó mấy ngàn năm rồi, ngay cả thậm chí bây giờ bàn tay bàn chân cũng nói là của Tàu. Chỉ riêng cái mặt là không nói. Vì nếu mà nói ra là nó lịch sử, nó để có 23 người 24 người thì làm sao mà nói, hay là không có một cái sách nào mà để dùng cái đó truyền mình cả. Cho nên cái đó là nói cho rõ, vì cái này ít có dịp nó rõ lắm. Chính vì vậy mà thầy muốn sẵn em hỏi thì nói luôn. Bởi vì trong cái video 4 vừa rồi cũng có nói là thông tin mạng vừa rồi đó. Thì nói thầy là người giống như nghiên cứu được phát triển. Cái đó không đúng. Nói mà nói khoa học là phải nói đúng sự thật. Thứ hai cái này là tự hào Việt Nam, mà tại sao mình lại nói khác đi? Mình lại nói là không phải là thế nào, trong khi thế giới công nhận. Các bạn lên mạng coi, Google coi thì nó đều thay là người phát minh. Chứ là không nói là thừa kế gì cả. Cái này là tự hào Việt Nam thì lại từ chối cho nó là thế nào. Và các bạn có thể lên trên diện trận.com hoặc là lên trên website, trên mạng, các bạn hoàn toàn có thể tìm được những cái tờ phiếu ghi chép bằng tay của thầy Bùi Quốc Châu. Thầy ghi chép là ngày bao nhiêu tìm đặc biệt số 1, rồi trên bệnh nhân là bao nhiêu, ý nghĩa tác dụng là gì, rồi số 0 là gì, số 5 là gì, đều có những cái phiếu ghi chép cách đây 37 năm chứng minh rõ cái nguồn gốc thầy tìm ra việc. Và khi mà mình đọc những cái phiếu đấy, mình trỗi lên một cái sự rất là tự hào, tại vì mình hoàn toàn có thể tin và hoàn toàn có thể rất là tự hào khi mà dân tộc mình có một người thầy như thầy Bùi Quốc Châu đã tìm ra được một phương pháp mới hoàn toàn. Và mình khẳng định rằng đất nước mình đã có một người thầy như thầy Bùi Quốc Châu đã tìm ra được một phương pháp, đó là phương pháp diễn trần, phương pháp chữa bệnh. Và trong tất cả các phát minh ấy, thì phát minh về y học là một trong những phát minh quan trọng bậc nhất, tại vì nó là liên quan đến sự tồn tại và phát triển của loài người.
Cho nên là trong tất cả các phát minh, không có phát minh nào bằng phát minh về y học. Và mình hoàn toàn tự hào về điều này. Và tất cả những người làm viện trẩn là đều biết điều này và khẳng định điều này. Vì thế là hôm nay là mình cũng rất là vui khi được thầy chia sẻ về những cái tác dụng của các huyệt và lịch sử khi thầy tìm ra các huyệt. Và vui hơn nữa là đây là cái sự độc lập và tự chủ về của một người y học của nước nhà. Và thầy Châu là người đã phát minh ra cái phương pháp này, đóng góp cho cái nền y học của dân tộc Việt Nam nó thêm phong phú và mình càng thêm ngẩng cao đầu đối với thế giới. Và với mấy bạn mà thích dùng thuốc mà thay cho thuốc tây đấy, thì thầy sẽ có những buổi làm việc nữa mà để đưa từng phác đồ mà cái cấu tạo phác đồ đó thầy sẽ giải thích luôn. Tất nhiên mà mình nhớ ít việc thôi để người ta có thể làm được, chứ không phải là khó hiểu. Ví dụ cầm máu là gồm mấy việc thôi thì như thế là thầy sẽ nói trong đó người cầm máu ngoài tính với cầm máu thì nó còn có cái gì nữa và như thế này có thể kèm với một cái hình đại khái để cho hướng dẫn để mấy bạn rõ. Vì với tư cách là người tìm ra quyền người phát minh ra cái phương pháp này thì có lẽ các bạn tin hơn là ai cả. Tất nhiên thầy cũng có những môn sinh thì thầy cũng làm nhưng mà chắc chắn là mấy bạn cũng thể tin bằng thầy được. Đó là cái dự kiến là thầy sẽ làm những bước từ những khoản thầy làm như thế để mấy bạn có dịp và mấy bạn hiểu rõ hơn. Và dưới cái mong muốn của thầy thật sự ra là thầy mong làm sao để cho dân mình nó giảm bệnh tật, nó đỡ tốn tiền mua thuốc và đỡ phải gặp phải thuốc giả. Thì hai là mở mang kiến thức về y học, và y học đây là y học bổ sung, y học tự nhiên, tức mình không dám nói là mình chữa bệnh ung thư hay là những cái gì cao quá, thì cái đó để dành cho những người bác sĩ chuyên môn hoặc là có bệnh viện hay là những cái gì trợ giúp nó đầy đủ hơn. Còn những cái mà thông thường thì mình không thể làm được và mình luôn luôn mình nói mình ở vị trí là y học bổ sung và y học gia đình, thông thường gia đình, tức là nói tạm là giảm đau hay là chăm sóc sức khỏe gia đình thì đúng hơn. Vì giống như lúc thầy đi Cuba thì ông bác sĩ xem mà là ông phụ trách bảo vệ sức khỏe cho ông Fidel Castro có hỏi thầy một câu mà thầy trả lời là mà anh ấy cũng ngạc nhiên. Ông hỏi gì chứ, thế thì ông quá trình ông làm vừa qua ông chữa được bệnh gì? Thì thầy nói là tôi không chữa được bệnh gì cả, tôi chỉ biết làm cho bớt bệnh thôi. Thế thì sau đó khi em về thì ông Bộ trưởng Phạm xong năm 89 ông có mời để báo cáo đó. Thì khi nói vậy đó thì cả hội trường hơn 500 giáo sư bác sĩ cũng giờ họ có quận 8 cả nước lận, thì mấy bác sĩ cả nước về thì họ đều ngạc nhiên mà họ cũng vô tay. Nhưng sau đó một phút khoảng một phút thì họ vô tay quá trời và họ cũng không hiểu ý nghĩa của trả lời đó. Họ nói rằng anh không những là người thầy thuốc giỏi mà anh còn là ngoại giao đại tài. Thì cười thì nó không có ngoại giao gì đâu. Tôi nói đó là sự thật, là vì mình á, cái tác dụng mình nếu mà nói về y học mình không phải là y học chính thống, cho nên nó có những cái bệnh mà mình phải cần sự trợ giúp của nhiều thứ. Thành ra mình chỉ nói vậy là đúng nhất và một cách cũng là khiêm tốn. Cho nên ông bác sĩ Trịnh Kim Ảnh là giám đốc bệnh Chợ Rẫy đúng không vậy, ông thầy ông nói rằng nói với anh Châu là đúng nhưng mà mình cứ nói chữa bệnh này bệnh kia là ghê gớm không, toàn là nói dốc không mà không có bằng cơ gì cả. Tại vì nếu bạn biết là nếu tôi trả lời ông xem anh á là tôi chữa được bệnh huyết áp cao, bệnh chuyển, ông sẽ có hỏi tiếp theo là như thế này còn mình không làm được. Xin ông cho chúng tôi coi hồ sơ, ông có mấy ngàn ca thì được bệnh chuyển, ông có mấy ngàn ca thì được bệnh tiểu đường, thí dụ vậy thì làm sao mà trả lời được. Bởi vì mình chỉ là chữa nghĩa là các bạn ai tính chữa rồi thì tốt nhất là mình nói chữa bệnh thông thường hoặc là giảm đau thôi thì là tốt nhất. Cho nên là ông nói rằng ông là một nhà khoa học chân chính và tôi sẽ mời ông lại ở Cuba một năm để dạy cho các giáo sư bác sĩ tại cái bệnh viện. Thì thầy ở đó là nửa năm vì cũng hơi lâu, lần đầu tiên đi ngoại quốc, cho nên sau khi ký hợp đồng với Cuba rồi thì thầy đi trở về Sài Gòn. Đó là chuyện cùng chuyện của những ngày xưa năm 1988, lần đầu tiên đi nước ngoài để giới thiệu phương pháp viện trẩn cho các nước. Rồi sau đó đi Liên Xô, đi Pháp. Thì đó là để cho bạn biết có một chút yếu lịch, một chút xíu lịch sử và nên tập cái tính trung tốn với lại cái tính là trung thực. Chứ mình đừng có nói quá. Tất nhiên mình có làm một số may lắm nhưng mà có một vài ca thì
cũng đừng nên nói là tôi chữa được ung thư hoặc tôi chữa được đấy được tôi chữa được này kia, là nó không có hay mà cũng không đúng với sự thật nữa. Xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Dạ, xin chào. Cảm ơn thầy ạ. Xin chào tất cả các bạn.